Ok, và xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý của mùa 9 nha anh em. Rồi, trong cái trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình leo rank cực kỳ mạnh với một vị tướng một vàng, đó chính là Virgo. Và mình thấy bài này là rất ít người cạnh tranh. Wow, khởi đầu thì ui, lỡ kim cương à. Thế là mình sẽ lựa chọn là kho thần tích xem là có đồ gì ngon nghẻ một chút hay không. Phán quyết cuồng đao Woso, găng ngọc thạch, găng tinh xảo. Mình sẽ lựa chọn là găng ngọc thạch thôi anh em ơi. Tại vì ba cái trang bị chuẩn trong cái trận đấu ngay mình sẽ dành cho Virgo. Đó chính là một là găng bảo thạch, hai là kiếm súng Hextech, ba sẽ là một cái áo choàng thủy ngân. Đấy. Và nếu như mà chúng ta có găng ngọc thạch thì sẽ rất là ngon. Và kỹ năng gươm của vua vô danh gây sát thương phép lên mục tiêu hiện tại, và nó sẽ cộng kiểu đam vào một mục tiêu ấy thì nó sẽ rất là nhiều đam luôn, đảm bảo với anh em một con một vàng mà gây 1 tỷ sát thương. Ai đây, đô sông đô biển, mà này thì chơi gì đây, đấu sĩ à, đấu sĩ này liệu có ổn. Thường thường thì anh em hay chơi những cái vị tướng 1 tiền thì hay roll ở level mấy? Mình thì vẫn roll ở level 5 cho nó chắc bắp. Kiểu level 5 thì nó cũng có được cái tỷ lệ mà cũng cao để có thể lên được Virgo 3, và đội hình nó cũng tương đối. Chứ cấp độ 4 thì tôi thấy là roll thì roll dễ dàng thật. Cơ mà anh em mình phải tích tiền cái đã chứ, đúng không? Virgo 2 không có rồi. Samira Chitana. Trang này thì mình sẽ chơi bằng kiểu quần đảo bóng đêm kết hợp với What the fuck. Ủa, một con 200 máu, một con 265 máu. Ông này bung à? Gì đây? Vãi nồi thế. Có thật không vậy? Hai âm khủng long ạ, thể chào chịu. Ước được lâu, thanh niên này thì chơi khí ước quỷ dữ rồi. Thua chắc. Mình sẽ cần có vô pháp anh em. Chứ nữa thì chúng ta sẽ kẹp thêm Z. Z này thì nó sẽ có đồ tể nữa. Để nó khi mà chúng ta kẹp thêm Gwen thì cũng kích hoạt thêm được một chút tộc hệ. Cũng khá là ngon. Phải cả nồi ông này có hai khủng long kìa. Ảo vậy. Chăm nghe đúng là không bằng một thấy mà. Tôi lướt Facebook nhiều cũng kiểu hay gặp cái bung của con Pitover này rồi ấy. Bây giờ mới gặp một lần ạ. 20 tiền. Kẹp đại một con Lissandra này vào xem. Căng quá. Anh em cố gắng tích tiền sao cho nó chuẩn chỉ nhá. Muốn leo rank nhanh thì anh em chúng ta cứ phải gọi là cố gắng tích thật là nhiều vàng mà. Cứ nhiều vàng, chúng ta anh em mình sẽ thành bá chủ võ lâm sau. Đây, nhà này à, Shinonu Well. Cũng chơi đồ tể luôn à? À không, ông này chơi vô pháp Virgo. Ông này Virgo 2 rồi, Warwick là phiên bản vô pháp là có ổn không đây? Đau đớn đấy. Giờ là đi chợ mình cần một cái găng này. Kiểu bây giờ là cũng nhiều mấy nhà làm chơi khống chế, cho nên là cứ có một cái áo choàng thủy ngân thì anh em mình cứ xếp carry hàng đầu là ổn áp. Rồi, găng đâu, găng đâu? Đây, găng vi, găng vi. Ờ, vãi nồi. Thế thì cháu chịu rồi. Mình sẽ lấy Z thôi anh em ơi. Là màu cai cũng được. Z thì đồ tôi thấy không ổn lắm. Màu cai là còn làm tí quần đảo bóng đêm. Cho cái ông ước được lâu thua kia mà lại lấy cái găng nhỉ. Cay thật. 31 vàng rồi. Trận này mình sẽ đánh 5 chuỗi thua ở đầu game.
Donny đóng giày. Ông này thì đội hình kiểu siêu đông người rồi. Một bên thì hai khủng long, một bên thì còn có thêm cả hư không nữa. Rất chi là khó chịu. Nếu ông lợi dụng cái bung này để rank nữa thì thôi, chào chịu đấy. Tôi cũng chưa biết cái cơ sở để làm được ở hai con TX này nó như thế nào. Có cái hình nộm nữa chứ. Má, level 5 mà cứ như level 9 vậy. Đùa. Chơi gì mà nó lạ lùng không à. Game này không biết là còn beta không nữa. Đang giai đoạn trải nghiệm mà. Nhiều lỗi phết. Mazda 2 mà vẫn chưa lên được Virgo 2. Buồn. Cố gắng chấp nhận sự thật thôi. Chút anh em mình xử đẹp mấy thanh niên bung cho các bạn xem. Chơi không bung mà đánh lại bung. Thế nó mới gọi là đẳng cấp. Ai đây? Rồi. Hàng rượu. Bạn này thì Demacia rồi. À, Vigo 1 không đẹp nổi luôn các bạn ạ. Đầu game mình ra hai con Vigo rồi. Mình mà không thấy con Vigo thứ ba đâu. Buồn. Buồn nẫu ruột ra. Đã thế là còn gặp mấy ông bung nữa. Cày thật chứ. Ui giời. Thậm chí là round nào cũng thua nguyên sàn. Không có round nào là anh em mình thua nhẹ cả. Ba con Oriana. Thế là mình sẽ cho vào để là ăn cái bãi đá kia các bạn. Pha này thua bãi đá thì chắc là niệm luôn. Đánh đấm chơi game gì nữa. Bắn 5 quả tên lửa. Zenith này thì anh em cần phải có cái Zaun nào ngon ngon một chút. Thì chúng ta có thể chơi Zenith carry cũng rất là hợp ấy. Bây giờ chắc là mình sẽ lên những cái video leo rank chất lượng cho các bạn. Taric. Taric có thể giữ lại được nha anh em. Tại vì cái hệ quần đảo bóng đêm này á, nó có được cái khả năng bọc giáp nữa. Anh em mình kèm thêm Taric, có thêm can trường, kèm thêm một chút Soraka vào nữa. Targon thì sẽ kiểu cực kỳ trâu bò. Đây, cấp 5 rồi. Maokai 2 và Virgo 2. Orianna. Chitana. Z này. Rồi, sẽ dừng lại ở đây một chút. Vẫn chưa có được đấy, làm luôn áo choàng thủy ngân nha. Z33 Singlet. Vigo 2 rồi không biết đép nổi không đây. Z33, nhà này thì chơi phù thủy. Đang tích vàng nhờ quỹ phòng hộ rồi. Khó thế. Đây rồi, Vigo đã luôn về vị trí đằng sau. Anh em thấy chưa? Vigo 2 xa một phát thôi là có điểm ngay. Win luôn anh em ạ, win luôn cả Velcot 2 sao các kiểu luôn. Nó phải như thế chứ đúng không? Nó phải là như thế. Gì đây? Không lô hóa tài xuống trí thức. Ui rồi ôi. Thôi trái tim quần đảo bóng đêm thôi. Phải lấy vội luôn thì còn gì nữa. Chúng ta có luôn một Virgo. Lại còn thêm cả một quần đảo bóng đêm free. Giờ thì tìm Kalista thay thế vào vị trí của Orianna là đội hình quá chi là đẹp luôn. Thế cái nhà khế ước quỷ dữ này. Chuỗi thắng luôn. Mà khế ước quỷ đá này mà không roll ra kiểu với con carry sớm ấy, chắc là cũng sẽ rất là mệt mỏi. Chứ nữa khi mà Virgo chúng ta xuống một cái ngưỡng máu, nó sẽ di chuyển đến những cái vị trí đằng sau và triệt hạ những con carry của team địch.
Đây. Đồ sông đồ đồ à đồ sông đổ biển ạ. À. Cứ mình cứ đọc đô đâu đô đâu. Đô đô cái gì mà đô đô. Trời ơi, một xiên. Quá khó chịu. Ủa, thắng được không? Ai da, ai da. Úi giời. Z Ionia này có vẻ căng kìa. Orianna. Bọc giáp lên. What the fuck? Ảo thế. Đùa. Ori full thanh máu mà đánh lại con Z không đánh lại con Z ạ. À. Ma nó ảo thật. Diego này. Anh em cố gắng chịu đầm đến khi nào mà chúng ta lên được Vigo 3 ấy thì chắc chắn là tình thế sẽ thay đổi. Nhà này thì thách đấu. Ây da, cái nhà top 1 là chơi vô pháp luôn à. Thực sự là chơi không vậy? Là chơi đùa. Ước lực thua này, để tôi. Ui, nhà này lại có ấn Ionia này, mạo hiểm đấy. Vigo, trời ơi, sao cứ đã bị đấm, nát sớt đấm rồi, không chịu chọc vào con lắc đi. Mà chọc vào con lắc thì bây giờ đã khác rồi các bạn ơi. Thua đau thế. Tình hình có vẻ là mình giữ máu không được lắm. Xem đi chợ có con gì không mà. Nếu mà có gờ quen thì mình sẽ lấy. Đây rồi. Cung gỗ à? Cung gỗ thì cũng không ngon cho gờ quen lắm. Những lựa trang bị phòng thủ thì mình sẽ ném cho Maokai đồ á. Còn chúng ta có thể dồn trang bị cho gờ quen nam phụ. Cũng là một trong những cái sự lựa chọn tuyệt vời. Giờ thì sẽ có được 4 quần đảo bóng đêm. Khó nhờ. Cái này thì nó sẽ tăng khả năng bọc giáp và hồi máu cho cả đội hình lên. Mà kích hoạt Targon mà. Vigo đâu? Darik 2. Maokai Kalista. Để có thể kích hoạt được 6 quần đảo bóng đêm thì chúng ta cần phải có được con Senna nữa. Senna 5 tiền thì level 7 thì hên lắm mới có. Level 8 thì cũng may mắn thì mới ra được. Đây, nhà này bắt khá là nhiều Vigo. Nhưng mà anh em cứ yên tâm, nhà Vigo này có nhiều. Một tiền thì nó có thể kiểu hai người lên 3 sao còn được nữa. Cho nên là anh em không cần phải lo về cái khoản là cạnh tranh. Chơi thoải mái. Úi giời ơi. Xuyên Chris rất lực và không sợ bị khống chế. Ok. 12 máu ra đi đâu chưa? Liệu hồn thì bán Vigo đi trả tôi. Tôi còn cho một cái con đường mà làm lại từ đầu. Singlet. Nhà này thì 6 thách đấu Kalista và Yasuo. Đồ tể cay le. À, cái nhà cái đông kinh khủng luôn. Không hiểu cái bung đấy kiểu gì nhỉ. Mình chút report cái. Búc ảo búc ma. Rồi hàng rượu. Đồ tể cây le. Nhưng mà cây le không 3 sao thì làm ăn gì đây. Vigo đã mò vào vị trí của cây le. Nhưng mà nếu mà cây le 3 thì cũng bị Vigo nhà mình xiên này. Với căn bản thì sát thủ đã là một cái mà kiểu nỗi ám ảnh với những con carry hàng sau. Nhưng mà hàng rượu 5 đồ tể mạnh quá nhỉ. Là 4. Mình thì có quần đảo bóng đêm. Solo. Kéo ai sắc hơn. Kéo ai sắc hơn. Ừ. Kéo mình. Kéo mình là kéo sắc lắm. Mới mài xong. Toàn ra gì. Hugo thì không chịu ra mấy. Nào một con nữa. Một con nữa nào. Ra sau mình roll nhé anh em nhé. Roll thì nó
Lên thì vẫn chắc là vẫn lên được, nhưng mà nó hơi bị thọt tiền. Cứ bình tĩnh. Đây, cái này thì chúng ta có 80% kiểu lá chắn theo 1% máu. Và thêm cả năng lượng nữa. Rất là kinh. Ra. Đây, Virgo 3 rồi. Bây giờ thì chắc là mình sẽ làm mua một cái tụ Azeke. Thông đạo không nhỉ? Một thông đạo, một tú tượng. Rất là tận dụng dần những cái trang bị để có thể là giữ máu thôi các bạn ơi. Đây, thông đạo này, tú tượng này. Hợp lý đấy. Bây giờ thì anh em mình chỉ cần úp cấp thôi. Cấp và cho thêm Targon hoặc là thêm hai quần đạp bóng đêm là mình nghĩ là tỷ lệ ở top rất cao. À nhưng mà ông này cho tí hết một con nó được cộng dồn số thôi, còn con còn lại thì nó không được cộng dồn. Ông này còn những cái mà ấn khá là xịn nhở, ấn Freylord này, ấn của Targon, ấn của Pitover này. Ui rồi ôi, mà sao đánh bại được tôi đây? Gươm của vua vô danh thế này là sọc hết. Lõi gì? Ui lại là lõi kim cương ạ. Quà này bất ngờ xúc sắc vô tận. Trang bị Pandora, giải phóng ấn vật, hút máu siêu công nghệ. Trang bị Pandora thì mình không cần nữa rồi. Giao kèo hỏa ngục à? Chắc mình sẽ không lấy. Tại vì nếu mà giao kèo bây giờ thì anh em mình cũng chả roll cái gì nữa đâu. Mình sẽ lấy hút máu siêu công nghệ 3 đi anh em. Lên cấp Soraka vào đây. Vậy là đẹp rồi, chắc chắn là bây giờ chúng ta sẽ có chuỗi thắng luôn. Trừ khi là các cái nhà nào biến thái quá thôi. Chứ không là bây giờ anh em mình là bố rồi, bố của lobby rồi. Mấy nhà Ionia này thì không có tuổi hiện tại luôn. Ai đây? Z33. Nhà này thì chơi Aphelios. Đội hình rất chuẩn rồi. Để xem nào. Xem như nào. Giời ơi. Tham tiền đúng không? Ông này thì cực nhiều vàng luôn. Đã quỹ phòng hộ rồi, bây giờ lại còn có thêm cả lõi vàng vàng nữa. Tiền ở cái lõi thứ 3. Ok. Khắc tinh của mấy nhà đam sau là vô pháp đấy chứ còn đợi gì nữa anh em. Anh em không cần phải chơi 4 vô pháp đâu. Tại vì 2 vô pháp thì đã rất là khỏe rồi. À. Một cái nhà mà khế ước kia hình như đang nuôi Gwen. Một nhà thì nuôi Kai'Sa. Xem là với một cái vị tướng 1 tiền ở cái meta hiện tại thì chúng ta có thể đạt được cái vị trí top mấy. Mấy lần trải nghiệm rồi. Với cái bài Virgo này thì tôi thấy là vào top khá là cao khi mà roll ra được Virgo 3 sao sớm. Như mình là tôi thấy là roll cũng ok đấy. Tuy là đép máu không ổn lắm ở những cái vòng đầu, nhưng mà chúng ta lại có được đồ rất đẹp. Ui, Gwen kìa. Solo. Ui, anh em thấy không? Đam rất to. 400 đam crit không ạ? Này thì ước được thua. Cứ gặp tôi cho thua ngay. 44 máu mà mình đứng ở vị trí top 2. Chứng tỏ là những cái lõi kim cương đã gây nên được cái áp lực rất lớn cho những người chơi mà yếu thế. Đẩy máu nhanh kinh khủng. Chúng ta có thể lắp thêm một cái nòn set cũng được. Và ở cái vùng đất này thì quên nói với anh em là khi một người chơi nào bay màu thì chúng ta sẽ có được một cái trang bị hoàn chỉnh ấy. Quần đảo bóng đêm á. Chưa lên cấp được. Chưa lên cấp được cũng phải lên. Có gì chúng ta sẽ kẹp thêm Freylord gì đó vào cũng ok.
cứ bình tĩnh. Sino. Nhìn qua là tôi thấy cũng nhiều anh em xếp bên bên trái đấy, cho nên cứ để Virgo bên này. Còn nhà này à? Nhà này thì có hai ấn của Ionia. Aatrox Ionia à? Con này đam rất là to nhá anh em nhá. Vì chứ Aatrox càng nhiều tốc đánh thì đam nó sẽ càng to. Băng kinh lắm. Không đùa được đâu. Mà solo với trai bàn Virgo không? Solo với trai bàn Virgo không? Xuyên. Anh em sim này, xuyên lần 1 300. 300. Ui dồi ôi. 3 phát xuyên. Nhờn. Chuẩn bị lên cấp thôi. Sen à. Hiện tại thì con Sen thì cũng có can trường và hiệu triệu nhân. Ngon hơn hẳn con Ace đấy nhở. Mình đang muốn giữ thêm cái chuỗi trắng, chuỗi thắng nữa. Cho nên là cứ thế mà cho vào thôi. Ui, Demacia. Hôm nay thì giao kèo Hoàng Ngục à, Hoàng Diệu. Rồi, sang Wolin rồi. Quyết định là dừng lại level 7, không up cấp nữa. Chuẩn bị có Kaled 3. Kale thì đã 3 sao rồi. Javan 2, cơ quen phiên bản Demacia rất là chuẩn bài. Demacia kết hợp với đổ tể. Nhưng mà hơi khó cho Hoàng Diệu rồi. Đối đầu với mình ở thời điểm này thì đang mạnh nhất server. Chưa thua bất kỳ một ai cả. Và đang có win trick là 7. Uầy. Tính tiền cho Hoàng Diệu luôn. Đi. Mạnh quá rồi. Một thú tượng cuồng đao ấn Demacia bàn tay công lý. Bàn tay đi. Lấy con Gwen thành đam phụ. Đấy. Anh em nào đang xem thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để ủng hộ mình nhiều hơn nữa. Sắp tới thì mình sẽ livestream mỗi ngày tại bên kênh phụ của mình. Đến kênh phụ thì mình sẽ để ngay bên dưới nhé anh em ơi. Lâu lâu học hỏi và tìm hiểu những cái đội hình leo rank, chia sẻ cho các bạn. Và livestream nhằm với mục đích là chơi cùng với các bạn nữa. Nhiều anh em cũng thích xem mình livestream ấy, cho nên là mình sẽ chơi và vừa chơi và livestream luôn. Afe. Lên cấp cho Afe vào luôn. Đây. Như này thì chúng ta sẽ có được 4 ta gon. Cộng thêm 1 tỷ lớp lá chắn cho những cái gon quần đảo bóng đêm. Thực sự là nỗi ám ảnh cho team địch luôn. Cùng đao thì có gì lắp nấy. À. Nhà này Afe, một nhà Warwick không có lõi cũng chơi à? Chơi thì chơi. Đây nhà này. Nhà này thì chơi 4 vô pháp Darius à. Ổn không vậy? Warwick nó có vẻ như là nó lỗi vãi. 2 tiền này. Chọc cái. Đúng rồi anh em, mình tập trung là chọc Warwick đi. Nó có dũng sĩ châu thế. Ui chọc bao nhiêu cái rồi. Vẫn không ăn thua à? Ui, Sinnoh này có vẻ khá khỏe nha. Warwick không cần lõi cơ. Được. Hai. Hemmerdinger. Đây là Senna đây rồi. Đây là 6 quần đảo bóng đêm nha các bạn. Mình sẽ bỏ đi một Targon. Chắc là bỏ đi Afe thôi. Ok. 6 quần đảo bóng đêm thì chút nữa anh em sẽ thấy con Virgo nó như gọi là máu trắng luôn. Vì con quần đảo bóng đêm nó kiểu kinh lắm. Gwen này. Tôi nãy giờ level 8 chưa thấy Gwen 2. Phải cái gì đây? Lắc 3 sao à? Rồi xong lắc 3 rồi đấy. Anh em xem đây. Hồi máu à? Hồi máu cũng nhiều. Hồi máu cũng nhiều. Rồi xong, đây là tôi trừ họa cho dân đấy nhá. Anh em phải cảm ơn tôi. Tôi đấm được cái nhà lắc 3 sao này thì ma đúng ảo diệu luôn.
Sướng chưa anh em, lobby chắc đang kiểu ui rồi hôm nay mạnh thế đấm luôn, cả được lắc 3 sao. Xong rồi. Hình không phải gặp lắc 3. Bột xanh à, bột xanh của em luôn không? Rồi. A à, là con đồ tiếp à? Ui, cuồng đao à? Thôi cứ lắp cái này, cục đao hoặc là diệt cục lô đi. Nỏ xét đi anh em ơi. Hugo thì cũng là sát thương AP, nên nỏ xét là cũng cần. Nãy tôi tính lắp rồi nhưng mà lại trang bị cuối nó lại ra cung gỗ chứ không phải là kháng phép. Rồi, xinh đẹp. Càng thế nhờ, Kalista đồ chất thế nhờ, nhưng mà mới một sao thôi. Thách đấu đúng không? Đo đi đóng giày lại còn thêm cả ma cái trang bị găng ánh sáng nữa, ma auto đồ xịn được. Tìm đồ xịn với ai chứ đừng có đồ xịn với tôi. Tôi đồ khét rồi. Ui lại còn xuất hiện thêm một cái ấn quần đảo bóng đêm ở đây nữa. Quá hời cho mình luôn. Giờ thì các bạn lấy hộ tôi, anh em tôi mời cho các bạn lấy Taric luôn ấy. Anh nó kiểu dám phá để cho kiểu mình thoát đi không? Sẽ khó, sẽ là khó. Mình sẽ cho Kalista ra ngoài nhá anh em nhé. Cho 4 Targon vào. Và 3 Targon thôi. Lấy đâu ra mà 4 Targon đây? Ok. Taric bọc giáp Soraka hồi máu. Nhà này tiếp sức này. Má cái lõi kia cũng hơi sợ đấy các bạn. Lõi đầu tiên của này tăng rất là nhiều sát thương đấy. Anh em chuẩn bị xem này, con Aatrox này. Một băm, hai băm, ui nó đã băm kìa. Ba băm rồi. Bốn băm. Ui, nó băm chết cả cho mình luôn. Ui, hôi máu kìa. Cái đéo gì đây? Cái đéo gì đây? Má, không được rồi. Còn lợi Aatrox thì trâu thế nhở, vừa trâu vừa mạnh luôn ấy, thề. Ảo kinh khủng. Soraka 2, Senna 2 không? Kalista này. Ma không khéo mình bỏ đi Senna đi. Senna anh em mình kiểu rút xương con Aatrox này may ra còn win được. Chứ tôi thấy là tình hình là Senna nó cũng không nhiều sát thương. Bọc giáp thì cho cả team mà. À, chứ nãy lại lặp lại cái pha hồi nãy là cay lắm, kinh khủng luôn. Vigo nó vả cho 3 phát chết. Giáp thì rõ nhiều. Đùa cho tôi áp lực lắm rồi đấy. Áp lực cái cột sống lắm rồi đấy. Rồi, nhà thách đấu chỉ còn lại một máu mà thôi. Đổ sông đổ biển thì ác quỷ à. Mình cần phải có cái trang bị ngăn hồi máu cho cái con đấy nữa. Con Aatrox này đỡ bớt hồi máu đi. Chứ nó hồi máu vậy là cũng rất là mệt mỏi. Sang dòm cái gì? Đang dãy đánh đạch đi này. Liệu của top 3 thì single lag. Trên này khả năng mình sẽ gặp bản chính của single lag. Đây giáp lửa đây rồi. May quá. Giờ chắc mình cũng không roll cái gì nhiều nữa các bạn ơi. Còn địch còn 30 máu, mình thì cũng còn 24. Chả còn nhiều lắm. Mình sẽ xếp cho con Aatrox nó băm vào con
Thằng con này kia trước. Chứ băm vào con Virgo mình là mệt lắm. Cho băm vào Taric với cả là ấy đi. Rồi. Nhà này phong kiếm nhưng mà lại phong kiếm con AF. Lốc 2. Lốc 2 này top 3 đúng rồi. Ok. Chọc rất thôn. Đi. Thế này thì sao? Ờ rồi, đổi vị trí phát là khác biệt ngay. Đổi vị trí phát là khác biệt ngay các bạn ơi. Như nào? 13 máu ra đi à? Cùng đao. Không thấy được con Senna 2 các bạn nhỉ. Senna 2 thì chắc là sẽ ngon hơn Kalista rất là nhiều. Nhưng mà Senna 1 thì thôi. Chơi Kalista chắc là sẽ lợi hại hơn. AF 2 này. Ok. Đổi vị trí à? Mình đổi không kịp rồi. Mày rôn quá. Nhưng để xem như nào. Lại xếp bên này để bắn tôi à? Nhưng chúng ta có đồ tể mà. La 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 gì? La 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 về. Như nào như nào? Ai chóc đâu? Thì ai chóc? Ai chóc hồi máu không kịp luôn. Mà nó băm chết được con Virgo nhà mình cũng kê nhờ. Virgo mất đi đổ tể này, quần đảo bóng đêm này, giáp rồi gần năng lượng là bao nhiêu luôn ấy. Ghê thật. Rồi, round đầu cuối cùng. Set 3. Gì nữa? Set 2. 6 Ionia là đẹp. Anh mình chơi. Phải đổi vị trí cái các bạn ơi. Như này cho nó an toàn. Rồi để xem set 3 sao nó như thế nào đây. Ok. Kalista ở đằng sau thì cứ thế mà rút xương rồi. Hay nè, hay nè. Hay nè. Ok, khả năng là trận đấu của chúng ta sẽ kết thúc tại đây rồi. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video của mình. Đừng quên ủng hộ mình bằng cách dập nát nút like nha anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.